Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho một cái bạn mới chơi á. Không biết cách chơi nâng quá nhiều con vàng. Như vậy thì mình sẽ bị thọt, không có nâng tướng lên đỏ và lên A được. Kẹp pha lê và mình không có nâng đều cấp tướng được. Rất bị thọt sau này nha. Đầu tiên á, khi đã nói về cấp cao nhất của tướng, ta hãy vào chỗ chân dung nè. Chọn một con tướng bất kỳ ha. Rồi mình chọn con ma nữ. Và mình thử nghiệm. Đó, cái khung này là khung cấp tướng A nha các bạn. Để nâng lên A này thì các bạn cần có 8 con tướng. 8 con tướng cho một loại nha bạn. Ví dụ mình có cái con hầu rồi, hầu này là tím cộng nha các bạn, là gồm hai con tướng hầu bình thường khác nhau ghép lại với nhau ra một hầu tím cộng. Đây mình sẽ dùng các bạn coi, để nâng hầu lên vàng thì các bạn cần phải có thêm hai copy. Ví dụ ở đây mình chọn thêm là, ví dụ bạn mình không có nâng lên đâu, khi bạn nâng lên rồi bạn sẽ được một bạn sẽ nâng hầu lên vàng. Từ vàng mà bạn muốn nâng lên bậc cao hơn nữa đó, bạn sẽ cần thêm một copy tím cộng của nó nữa. Rồi sau khi nâng như vậy xong thì mình được quyền thổi cộng đúng không? Khi mình nói là vàng cộng á, bạn muốn nâng bật lên nữa thì bạn sẽ cần thêm một con vàng cộng để làm copy. Đây mình nâng lên sẽ được là sẽ được tướng đỏ giống vậy nha các bạn. Này mình nâng sẽ được nè. Rồi muốn nâng bật lên nữa mình chỉ cần một vàng cộng copy. Đây, sau khi mình một vàng cộng copy mình nâng mình sẽ được thêm một đỏ cộng. May the light protect us. Và để được lên A mình sẽ cần thêm 4 con tướng, 4 con tướng là bằng 2 tím cộng. Như vậy tóm lại để được một con tướng lên A thì bạn phải cần có 8 con tướng đó ghép lại thành 4 tím cộng cùng với 2 vàng cộng copy. Bởi vậy đầu game á, các bạn chú ý là các bạn đừng có nên nâng nhiều con tướng của mình lên vàng quá. Ví dụ ở đây mình vừa nâng lưu và cả và vịt nè, như vậy này cũng hơi sai, đáng lẽ là mình nên nâng lưu trước. Thay vì vịt thì mình bây giờ mình đã có một con copy vàng cộng thì mình đã nâng lên, nó được lên đỏ rồi, các bạn thấy không? Đó là lý do vì sao mình kêu các bạn đừng nên nâng mấy con tướng chính trước. Ví dụ như ở đây tem người thú, tìm người thú thì mình không có nâng bất kỳ con tướng nào lên vàng hết, nhưng mà mình nâng con này trước, con dê trước đó. Để bây giờ khi mình có bất kỳ con nào lên vàng cộng thì mình sẽ ấp lực lên đỏ liền, như vậy pha lê mình sẽ đỡ kẹt hơn. Còn về chơi á thì mình khuyên các bạn nên đầu game nên đầu tư vào con Belinda này hoặc là Simira. Để mình vô mình test cho các bạn xem vì sao mà các bạn nên chơi Belinda hoặc Simira nhé. Mình chỉ đưa lại mấy cái đỉnh núi thời gian mình đã đi qua rồi. Tất nhiên mình sẽ kiếm cái nào mạnh mạnh một chút. Mình đi cái này đi.
Nếu các bạn nào mà tân thủ mà có được cái con phượng ấy, thì chắc DM rất là khỏe. Đặc tính của Bella là khi nổ thì nó sẽ crit và nó dồn game rất là mạnh. Dồn game rất là mạnh luôn. Bà này thì hơi yếu nhưng mà mình thấy không? Nó crit chùm mà có thể giết một lần được 3 con đó. Rồi mình cho các bạn thấy nha. Đang trên lượt chiến nha các bạn. Bộ đen rất là to. Rồi bây giờ mình sẽ thử Simira. Còn một lý do thứ hai là vì đây chỗ này là chỗ này của nó. Rồi, lý do thứ hai là vì sao các bạn nên chơi Belinda và Simira đó đó là đây. Trong cửa hàng mê cung thì người ta có bán Simira. Đây là điều kiện để các bạn dễ dàng nó lên được A, tức là kiếm được 8 con tướng Simira này. Và trong game thì các bạn đi đỉnh núi thời gian thì bạn cũng dễ được cho con Simira này, ít nhất thì cũng được 4 con. 4 con thì các bạn cũng lên được đỏ rồi. Đỡ bị kẹt copy mà có tướng mạnh để kéo map nữa. Còn Belinda thì trong cửa hàng giải đấu huyền thoại này có bán. Đó. Hiện tại thì mình có thể đủ để mua được 2 con rồi nè. Nhưng mà đang để dành đủ 600 để mua luôn 4 con đang là A luôn á, nên mình chưa mua. Ạc mình đây cũng là ạc free thôi. Rồi chỉ tốn công chơi thôi. Nhưng mà được hên một cái là mình được ánh sáng độ. Bạn nhìn nè. Rất nhiều tướng ánh sáng luôn. Thậm chí con Lucius này. Còn một con nữa là mình lên được rồi. Thật sự trong dàn tướng này mình đang chơi nhất là tướng này. Nhưng mà đầu game thì không nên chơi. Tại vì khó có copy để nâng lên A được. Nên mình quyết định chơi Bell trước. Nâng lên A rồi sau này mình kiếm tướng để nâng con này lên. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Có thắc mắc gì cứ bình luận dưới video nhé. Mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Mặc dù mình cũng mới chơi thôi nhưng mà mình cũng nghiên cứu được khá khá.
Đối với một con số tướng mà đầu game chơi đó, mình cũng thử tạo nhiều acc để mình chơi rồi. Thì mình nhận thấy là đặc biệt là Chimera với lại Belina là dễ chơi ở đầu game nhất. Lúc đầu game, lúc trước thì mình có dùng con này để đi map nè. Thậm chí mình nâng xích nó gần lên xích 10 rồi. Nhưng mà sau đó thì nhận ra là đi map không sướng bằng Belinda. Từ khi mình đổi sang Belinda là mình leo map một mạch luôn các bạn. Map này mình đang không muốn qua, thậm chí mình có lên được map 17 rồi, nhưng map này mình không muốn qua để mai mình làm nhiệm vụ rồi mình trích, làm nhiệm vụ rồi mình trích đồ đỏ các bạn. Mình không muốn qua, thậm chí là hồi sáng mình đi qua rồi nhưng mình tắt mà không muốn cho để dành được. Tại vì map này là cái con boss, là cái con boss con này nó cũng dễ đi. Với lại một lần nữa là nếu mà các chơi game này các bạn muốn leo map cao thì bạn cần phải try hai nha các bạn, đó là bạn thử liên tục, nhiều khi các bạn thử 20-30 lần thì cái map nó mặc dù không qua được nhưng nó sẽ qua, có khi là 10 lần. Tại vì các con tướng mình là đều có tỷ lệ ra skill mà, lúc nào tỷ lệ ra skill tất cả các tướng nó ngon á thì nó sẽ qua, còn khi mà tỷ lệ ra skill các tướng nó giảm, nó không ra được những skill mong muốn đúng thời điểm thì nó không qua được. Mặc dù có game á, lúc mới thử đánh thậm chí là mình chưa kịp làm gì chết sạch team rồi, nhưng mà khi đánh nhiều lần nó vẫn qua, mặc dù mình chưa nâng gì hết vẫn là cái team đó nha các bạn. Các bạn cần muốn lên được map cao thì nhớ là cần phải chịu khó trái hàng xíu. Như các bạn thấy nãy không, lúc nãy là mình thua, giờ thì mình thắng rất dễ dàng, nhưng mà hôm nay không qua đâu. Tao qua luôn hả? Rồi để mai mà chết đâu. Rồi, các bạn có thắc mắc gì cứ bình luận ở dưới video nha. Mình sẽ giải đáp cho các bạn.